Trong lòng lịch sử huy hoàng của Trung Quốc, Hán Linh Đế với tên húy là Lưu Hoành là vị hoàng đế thứ 12 của triều Đông Hán. Ông trị vì từ năm 168 đến năm 189, một quãng thời gian đầy biến động của nhà Đông Hán. Dưới sự cai trị của ông, triều Hán tiếp tục chứng kiến những ngày tháng khủng hoảng chính trị không hồi kết. Các lực lượng ngoại thích và hoạn quan, hai phe phái lớn mạnh liên tục đối đầu nhau, đẩy thiên hạ vào vòng xoáy của sự bất ổn. Đặc biệt, thời kỳ này còn nổi tiếng với khởi nghĩa Khăn Vàng, một cuộc nội loạn quy mô lớn, dù cuối cùng đã được đại tướng quân Hà Tiến dẹp yên, nhưng cũng đã đánh dấu bước khởi đầu của sự suy tàn cho triều Đông Hán. Quãng ngày trị vì của Linh Đế là minh chứng cho sự suy đồi tột cùng của bộ máy quản lý, sự thao túng của hoạn quan, sự lạm dụng quyền lực và tham nhũng của ngoại thích hoạt động, thậm chí là việc công khai mua quan bán chức tại triều đình đã làm rúng động nền tảng của Đông Hán. Thời kỳ này thường được nhắc đến cùng với Hán Hoàn Đế, tạo thành giai đoạn Hoàn Linh, biểu tượng cho kỷ nguyên đen tối nhất mà triều đại này phải trải qua. Gia Cát Lượng, thừa tướng của nhà Thục Hán, trong xuất sư biểu của mình đã không khỏi thở dài và thống hận cho hai đời hoàng đế này. Một phản ánh sâu sắc về sự thối rữa và suy đồi của triều Đông Hán phải chịu đựng dưới sự cai trị của Hán Hoàn Đế và Linh Đế. Lưu Hoành sinh năm 156 trong kỷ nguyên Vĩnh Thọ, dưới triều đại của Hán Hoàn Đế, nối dõi một dòng họ với truyền thống lâu đời và uy nghi. Cha ông Lưu Trường được biết đến với tước hiệu Giải Độc Đình Hầu, một danh hiệu cao quý được trao tại Hà Giang Quốc, khu vực ngày nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đến từ một dòng dõi quý tộc, Lưu Hoành kế thừa không chỉ tước vị mà còn một di sản văn hóa và chính trị phong phú. Với mẹ là bà Đồng, người cũng đến từ Hà Giang, gia phả họ Lưu chứng kiến một chuỗi nối tiếp từ Hán Chương Đế đến Lưu Khai, Lưu Thục và cuối cùng là Lưu Trường. Trước khi đến Lưu Hoành, sau khi Lưu Trường từ trần, Lưu Hoành thừa kế tước hiệu Giải Độc Đình Hầu và tiếp tục sứ mệnh của gia tộc. Vào một ngày đông giá lạnh căm của năm 167, sự ra đi của Hán Hoàn Đế, đầu hoàng hậu bước lên ngôi vị Hoàng Thái Hậu, bắt đầu quá trình tìm kiếm người xứng đáng kế nhiệm ngai vàng. Trong một bước đi táo bạo, thành môn giáo úy Đậu Vũ, cha của Thái Hậu, đã tìm đến Lưu Thúc, một ngự sử tại Hà Giang, để hỏi về nhân vật tiềm năng. Lưu Hoành với danh tiếng và nguồn gốc quý phái được chọn mạo nhận vào vị trí này. Tháng Giêng năm 168, dưới sự chỉ đạo của Đậu Thái Hậu, một đoàn quân hùng hậu được Tào Tiết dẫn đầu đã rời khỏi Hoàng Cung bằng Hoàng Môn Hổ Bí, tiến về Hà Giang để rước Giải Độc Đình Hầu Lưu Hoành trở về, mở ra chương mới cho triều đại. Vào ngày 21 tháng 1, khi mới chỉ một thiếu niên 12 tuổi, Lưu Hoành đã được tôn lên ngôi vua, khởi đầu triều đại dưới danh hiệu Hán Linh Đế. Dưới sự bảo trợ của Đậu Thái Hậu, Đậu Vũ được phong làm đại tướng quân, bên cạnh sự hỗ trợ của Thái Phó Trần Phồn và Tư Đồ Hồ Quảng. Họ đã cùng nhau tạo dựng nên một bộ máy quản lý hiệu quả cho triều đại mới. Trong thời kỳ trị vì của mình, Linh Đế đã ban tặng danh hiệu Hiếu Nhân Hoàng cho cha mình, Lưu Trường, và mẹ ông, Đổng Phu Nhân, được vinh danh là Thuận Viên Quý Nhân. Theo truyền thống phong kiến của nhà Hán, một biểu hiện lòng hiếu thảo và sự tôn kính tổ tiên. Khi quyền lực của Đông Hán được giao vào tay Đậu Vũ và Trần Phồn, hai nhân vật này đã đặt mục tiêu cao cả là tái lập trật tự cho triều đại và xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng độc tài của các hoạn quan. Với quyết tâm này, họ đã phục hồi danh dự và tước vị cho những người từng bị hoạn quan vu oan, biến họ thành những đồng minh với nhau trong cuộc chiến chống lại lực lượng tham quan. Vào năm 168, Đậu Vũ và Trần Phồn đã bắt tay vào thực hiện một kế hoạch táo bạo nhằm loại bỏ nhóm hoạn quan do Vương Phủ và Tào Tiết đứng đầu. Trần Phồn đã phát biểu cứng rắn, chỉ trích Tào Tiết và Vương Phủ vì đã gây ra rối loạn trong chính sự đất nước và khiến cho dân chúng lâm vào cảnh hỗn loạn, khẳng định rằng việc sẽ không loại bỏ họ ngay lập tức sẽ khiến cho mọi kế hoạch thất bại. Đậu Vũ đồng tình với quan điểm này, đã lập tức huy động một nhóm các tín nhiệm thân tín gồm
Doãn Huân, Lưu Du cùng với Tuân Dực và Trần Thực, những người đã cùng nhau đề ra các chiến lược khiến cho các văn sĩ khắp nơi trên thiên hạ đều cảm thấy phấn khởi. Mặc dù Đậu Vũ đã trao đổi kế hoạch với Đậu Thái Hậu, nhưng việc do dự của Thái Hậu đã khiến cho dự án cũng như các kế hoạch bị trì hoãn. Tuy nhiên, khi sao Thái Bạch xuất hiện vào tháng 8, Lưu Du đã viết thư khuyến khích, nhấn mạnh rằng không thể chần chừ thêm nữa. Đậu Vũ ra quyết định một cách cứng rắn, đã bãi nhiệm Hoàng Môn Lệnh Ngụy Bưu, thay thế bằng Sơn Băng, một người thuộc phe của mình. Họ cũng đã bắt đầu giam Trịnh Táp, một thượng thư Trường Lạc nổi tiếng với sự giảo hoạt tại Bắc Ngục. Mặc dù Trần Phồn khuyên giết Trịnh Táp, Đậu Vũ chọn cách thẩm vấn qua Băng Sơn và Doãn Huân, cuối cùng mở ra một cuộc điều tra mới đối với Tào Tiết và Vương Phủ trong ngục, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực loại bỏ các hoạn quan khỏi chính trường Đông Hán. Trong bức tranh rộng lớn của lịch sử Đông Hán, một diễn biến đầy kịch tính đã được bày ra khi hoạn quan Chu Vũ, người giữ chức Tư lệ Giáo úy, phát hiện ra âm mưu của Trần Phồn và Đậu Vũ nhằm thanh trừng hoàn toàn lực lượng hoạn quan. Đối mặt với một tình thế đầy nguy cấp, Chu Vũ đã phản kháng, đặt ra câu hỏi về cái tội và lý do mà họ, những người không tham gia vào hành động phi pháp, lại phải chịu số phận bị diệt trừ. Từ đây, Chu Vũ cùng với 17 hoạn quan đã vạch ra một kế hoạch đầy táo tợn, khởi xướng một cuộc chính biến nhắm vào Trần Phồn và Đậu Vũ. Với sự giúp sức của Tào Tiết và các hoạn quan khác, họ đã tiến hành bắt cóc Hán Linh Đế ngay trong tẩm cung và từ đó tạo ra một chiếu chỉ giả mạo nhằm mục đích bổ nhiệm Vương Phủ làm Hoàng Môn Lệnh. Quân của họ sau đó đã tấn công, giải cứu Trịnh Táp và thậm chí bắt cóc Đậu Thái Hậu nhằm đoạt quyền kiểm soát triều chính. Sự việc đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột ác liệt khi Đậu Vũ huy động hàng ngàn binh sĩ từ Đô Đình mở cuộc giao tranh quyết liệt với quân Hổ Bôn và Vũ Lâm do Vương Phủ dẫn dắt. Tuy nhiên, cuộc chiến này đã kết thúc bằng sự thất bại của Đậu Vũ, buộc ông phải chấp nhận cái chết bằng cách tự sát. Trần Phồn, đồng minh của ông, cũng không may mắn hơn khi bị bắt và giết chết. Hậu quả của cuộc chính biến này còn lan rộng hơn khi Đậu Vũ và Trần Phồn bị bêu đầu công khai ở kinh thành Lạc Dương, và gia đình họ cùng những người liên quan bị lưu đày tới quận Nhật Nam, nơi nằm ở Trung Bộ Việt Nam ngày nay. Thảm kịch cũng không dừng lại với Đậu Thái Hậu khi bà bị buộc phải rời bỏ khỏi vị trí nhiếp chính và bị giam lỏng tại Nam Cung, hay còn gọi là Trường Lạc Cung. Sự kiện này không chỉ là một trang đen trong lịch sử triều đại Đông Hán, mà còn là minh chứng cho những cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp và khốc liệt trong cung đình. Sau những biến cố năm trước, Đậu Thái Hậu chọn cách lui về hậu cung, tạo điều kiện cho sự biến động trong quyền lực hoàng gia. Trong bối cảnh này, Hán Linh Đế nhanh chóng hành động, mời mẹ đẻ của mình, Đổng Phu Nhân vào cung và tôn xưng bà là Hiếu Nhân Hoàng Hậu. Điều này cũng mở đường cho Đổng Trọng, cháu trai của Đổng Hậu, được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trong triều đình, đó chính là chức Phiêu Kỵ Tướng Quân. Cùng trong năm đó, tại quận Sơn Dương, một vụ việc nổi cộm đã xảy ra khi Trương Kiệm, đốc bưu của quận, cáo buộc Hầu Lãm, một trung thường thị, đã lợi dụng chuyến về quê để tảo mộ cho mẹ mình, nhưng lại gây rối và quấy nhiễu dân chúng. Hầu Lãm tức giận trước cáo buộc này, đã phản ứng bằng cách kết hợp cùng với người trong phe của mình, cáo buộc ngược lại Trương Kiệm và 24 danh sĩ khác về việc kết bè kéo đảng, gây ra họa lớn cho chính trị. Khi Linh Đế tiếp nhận tấu chương, ông đã thảo luận với Tào Tiết, người đã phụ họa theo hầu Hầu Lãm, cuối cùng dẫn đến sự phê chuẩn của Linh Đế về đợt thanh trừng. Kết quả là một đợt đảng cố chi họa lần thứ hai đã diễn ra, với hơn 700 người bị bắt và giết, ghi dấu một trang sử đen trong lịch sử của nhà Đông Hán. Trong thời gian Linh Đế trị vị, sự suy yếu của hoàng quyền trở nên rõ ràng do các hoạn quan chiếm giữ các vị trí quan trọng trong chính trị. Sau khi gia tộc Đậu bị tiêu diệt, 10 thế lực hoạn quan lớn nhất đã nổi lên, được biết đến với cái tên Thập Thường Nhị, bao gồm Trương Nhượng, Triệu Trung, Tào Tiết, Phong Tư, Đoàn Khuê, Hầu Lãm, Quách Thắng, Kiển Thạc, Hạ Huy và Trình Khoáng.
Đây là giai đoạn mà các phạn quan nắm giữ quyền lực lâu nhất trong lịch sử Đông Hán. Ban đầu, Vương Phủ và Tào Tiết là hai hoạn quan thân cận nhất với Linh Đế. Tuy nhiên, sau cái chết của Vương Phủ do Dương Cầu sát hại và Tào Tiết qua đời vì già, Trương Nhượng trỗi dậy và nhận được sự kính trọng từ Linh Đế, coi ông như cha ruột của mình. Từ thuở nhỏ, Hán Linh Đế đã phải sống trong vòng vây của các thế lực mạnh, và khi trưởng thành, ông cũng không được đánh giá cao về năng lực chính trị. Qua nhiều đợt thanh trừng giữa ngoại thích và hoạn quan, Linh Đế dần dần mất hứng thú với việc quản lý triều chính. Thay vào đó, ông đắm chìm trong niềm đam mê với rượu và sắc dục. Đặc biệt, Linh Đế đã sử dụng một cách hết sức độc đáo cho chiếc long xa của mình. Đó chính là không dùng ngựa mà lại dùng lừa để kéo. Lái chiếc xe này đi khắp nơi một cách không theo quy luật, quy tắc nào. Bên cạnh đó, ông còn sáng kiến mở ra quán trọ do chính các cung nữ quản lý trong cấm thành, và bản thân ông giả vờ làm khách trọ để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán ở trong cung. Hiếu nhân đồng hoàng hậu cùng các thành viên khác trong hoàng tộc cũng theo gương vua, sống một cuộc đời xa hoa, thậm chí còn đẩy mạnh việc bán chức quan để thu lợi. Đến năm Quang Hòa đầu tiên, tức là năm 178, Linh Đế chính thức hóa chính sách này với việc một vị trí tam công có giá lên tới 10 triệu, trong khi tước hầu có giá 5 triệu. Trong số những người chi tiền mua chức quan có Tào Tung, cha của Tào Tháo, người đã mua được chức thái úy. Chính sách mua bán quan chức này đã dẫn đến tình trạng những người mua quan bóc lột nhân dân một cách nặng nề để thu hồi khoản tiền đã bỏ ra. Điều này khiến cho cuộc sống của nhân dân trở nên cực kỳ khổ cực do thuế má và sưu cao. Đến năm Quang Hòa thứ 3, tức là năm 180, Linh Đế tiếp tục thể hiện quyết định của mình trong việc lựa chọn vợ khi ông tôn vinh Hà Quý Nhân, một người đến từ quận Nam Dương làm hoàng hậu. Anh của Hà Hậu, Hà Kiến, cũng được phong làm đại tướng, từ đó trở thành một trong những ngoại thích mới của triều đình. Sự kiện này mở ra một chương mới trong cục diện quyền lực của triều Đông Hán, với những ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình chính trị xã hội của thời bấy giờ. Trong bối cảnh nạn tham nhũng tràn lan, làn sóng dân chúng khắp nơi đứng lên phản kháng đã dấy lên mạnh mẽ. Đồng thời, một số khu vực tại địa phương cũng thể hiện sự không tuân thủ trước quyền lực trung ương. Đến năm Quang Hòa thứ 7, tức là năm 184, sự bất mãn này đã bùng lên thành một cuộc nổi dậy có quy mô lớn dưới sự lãnh đạo của anh em Trương Giác. Sự kiện này ghi nhận trong lịch sử chính là cuộc loạn Khăn Vàng. Ở phía Tây Bắc, Mã Đằng cùng với Hàn Toại và Vương Quốc đã chiếm giữ Tây Lương. Tại miền Nam, Quan Hộc tự xưng là Bình Thiên Tướng Quân, trong khi Hứa Sinh khởi nghĩa ở Cú Trương thuộc Dương Châu. Và ở phía Bắc, Quách Đại đã nổi lên tại Bạch Ba. Dựa vào lời khuyên của Hà Tiến, Hán Linh Đế đã phát động lời kêu gọi các địa phương huy động quân đội hỗ trợ triều đình. Kết quả là các cuộc nổi dậy đã được dẹp yên, tạm thời mang lại bình yên cho triều đình. Tuy nhiên, Linh Đế lại một lần nữa trọng dụng các hoạn quan, đánh mất sự tin tưởng vào hai vị tướng đã có công lớn trong việc dẹp loạn, đó chính là Hoàng Phủ Tung và Lư Thực. Khi họ bị hoạn quan gièm pha, hạch tội và tước bỏ quân công. Trái ngược, hoạn quan Trương Nhượng, mặc dù từng thông đồng với quân Khăn Vàng, lại được công nhận có công trong việc dẹp loạn. Hán Linh Đế còn nâng cao vị thế của hoạn quan Kiển Thạc, bổ nhiệm ông làm thượng quân giáo úy, giao quyền chỉ huy quân đội cho ông. Các sử gia sau này nhìn nhận quyết định này của Linh Đế là một sai lầm trầm trọng, khi ông buộc Hà Tiến phải phục tùng dưới quyền của Kiển Thạc, gây ra mâu thuẫn sâu sắc giữa họ, khơi mào cho những rối ren và loạn lạc trong triều đại sau này. Khi các hoàng tử đến tuổi trưởng thành, Hán Linh Đế đứng trước nghịch lý của việc chọn người kế vị ngôi vua, trong khi Lưu Biện, con trai của Hà Hoàng Hậu và là con trưởng, tự nhiên được xem xét cho vị trí thái tử. Nhưng Linh Đế lại tỏ ra do dự, bởi ông nhận thấy Lưu Biện thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để trở thành một vị vua đầy khôn ngoan. Trái lại, Linh Đế lại mê mẩn Lưu Hiệp, một đứa trẻ khác từ Vương Mỹ Nhân quá cố. Tuy nhiên, do sự sủng ái dành cho Hà Hậu và quyền lực lớn của anh trai bà là Hà Tiến, người đang giữ chức đại tướng quân, Linh Đế do dự không thể đưa ra quyết định cuối cùng.
đến năm trung bình thứ 6, tức là năm 189. Trong những giờ phút cuối cùng của mình, Linh Đế đã giao phó cho Lưu Hiệp và Thượng quân giáo úy Kiển Thạc, hy vọng rằng Lưu Hiệp sẽ là người kế nhiệm ngai vàng. Cùng năm đó, vào ngày 11 tháng 4, Linh Đế qua đời ở Gia Đức Điện, Nam Cung, kết thúc cuộc đời ở tuổi 33 sau 22 năm trị vì, và được tôn xưng là Hiếu Linh Hoàng Đế. Ông được an táng tại Văn Lăng vào ngày 17 tháng 6. Trong mưu toan chiếm đoạt quyền lực, Kiển Thạc đã lên kế hoạch ám sát Hà Tiến. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh báo kịp thời từ Tư Mã Phan Ẩn, Hà Tiến đã trở về doanh trại để củng cố lực lượng, đặt nền móng cho việc Lưu Biện lên ngôi. Chỉ hai ngày sau sự ra đi của Linh Đế, Lưu Biện mới 14 tuổi, đã đăng cơ trước linh cữu của cha, nhậm chức với danh hiệu Hán Thiếu Đế. Tuy nhiên, đến tháng 8 cùng năm, Lưu Biện bị Đổng Trác phế bỏ và ngôi vị vua sau đó thuộc về Lưu Hiệp, tức là Hán Hiến Đế, mở ra một chương mới đầy sóng gió cho triều đại nhà Hán. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại các bình luận và chia sẻ video để cùng nêu những nhận xét, cảm nghĩ của mình. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để đồng hành với chúng tôi trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!